Ba, con nấu cơm xong rồi, con dọn cho ba ăn nha. Dọn đi con. Dạ. Ba. Thành hả con? Qua ơi, thằng Thành nó tới rồi nè con. Qua. Dạ. Thành nó tới kìa. Con Qua nó chỉ sợ cái chuyện kinh doanh sau này trục trặc gì thôi, cho nên nó mới cản con, không cho con vay tiền. Dạ. Vợ chồng có gì bàn bạc lại với nhau, giận hờn làm gì con. Qua nè. Thôi hai đứa nói chuyện với nhau đi. Ba xuống rửa tay cái rồi ăn cơm, thấy không? Dạ. Em không có nói sự thật cho ba em biết hả? Nếu mà ba biết á thì ba đã đánh anh rồi, không có cho anh vô nhà đâu. Anh xin lỗi. Anh không muốn đi nhà nghỉ thì ai ép được anh? Bữa đó sau khi em với chị Hai lấy giấy tờ vậy, anh buồn quá nhậu xỉn luôn. Anh xỉn quá chẳng biết gì. Bích nói lại là anh không chịu về nhà, cho nên Bích mới đưa anh vô nhà nghỉ. Rồi lúc đó anh mơ mơ màng màng, không hiểu tại sao anh lại... Thật sự là anh không có tình cảm gì với Bích hết á. Qua, tin anh đi. Nha. Ê Thành, thì ra mày cũng có mặt ở đây nữa hả? Hả? Ủa, dì kiếm ba con hả? Chưa kiếm ai. Ủa, chị này là ai vậy? Ba đâu có quen đâu. Anh không quen tôi, nhưng chắc chắn là anh biết thằng Tèo con tôi đúng không? Cái thằng mà đốt ghe đó. Nó không phải đang bị truy nã hay sao? Bây giờ chị kiếm tôi có chuyện gì chứ hả? Tôi kiếm á để nói cho anh biết, cái đứa mà nó xúi con tôi đốt ghe anh đó. Thằng Tuấn Kẹ cũng đang bị truy nã mà. Ai nói anh? Ai nói anh là thằng Tuấn Kẹ nó xúi con tôi? Vậy chứ ai? Nó là đàn em của Tuấn Kẹ. Lúc đó chỉ có thằng Tuấn Kẹ là nó xích mích với tôi thôi. Người mà thuê con tôi đốt ghe anh đó nha là thằng quỷ đây nè. Cái gì? Thêm Tư. Thêm nó bậy bạ gì vậy? Ai mượn mày? Không đưa tiền cho tao, tao khai ra cho mày biết bằng. Lúc đó anh biết không? Nó cho tiền tôi nè, kêu con tôi đi đốt ghe anh đó. Để nó được dịp làm người hùng, cứu con gái anh. Hổm rài á, tao thua tiền đánh bài, kiếm mày xin chút đỉnh. Ai biểu mày keo kiệt quá chị? Mày thách tao hả? Tao giặt mặt mày cho mày biết luôn. Mày tưởng tao hù mày hả? Nè, vừa phải thôi nha. Nè, có thiệt gì không chị? Ba đừng có nghe bà nói bậy. Bà đang vu khống con đó. Tao có rảnh đâu mà vu khống mày. Chưa hết đâu nha, nó còn lăng nhăng nữa đó. Mấy bữa trước hả, tôi thấy hả, nó tình tứ với một cô gái nào trong nhà nghỉ á. Đem em đi. Nè, nói cho con biết, con bị cái thằng này nó lừa gạt con rồi. Anh Thành, vậy mà anh còn nói anh say xỉn không cố ý hả? Anh nói thiệt là anh không có tình tứ gì hết đó. Tôi nói cho Thím biết nha, Thím đi về lẹ đi. Sao? Thím mà còn ở đây nói bậy nữa, tôi không có khách sáo với Thím đâu. Mày tính đánh tao hả? Thím! Dám không? Nè, con nói như vậy á là con có vô nhà nghỉ với đứa gái khác phải không? Vợ con chuyện nhà nghỉ là vợ con say xỉn, cho nên con mới có lỗi với vợ con. Chứ thật sự con không phải là hạng trăng qua. Còn cái chuyện đốt ghê, thật sự con không có làm. Con mà là bà vu khống con đó. Mày đừng có xạo. Cha con anh nha, đừng có để cho thằng này nó gạt nha. Tôi nghe nè mà tôi còn thấy tức giùm cho gia đình anh đó. Cái thằng khốn nạn này. Mày. Bà ơi ba, đừng tao mà ba. Tao đập mày chết bây giờ. Mày. Ba đừng có nghe bà đang đổ oan cho con đó ba. Con không có làm cái chuyện gì hết đó. Đi, đi khỏi nhà tao đi. Mày khỏi tới đây, tao đập mày chết luôn bây giờ. Bà. Đi, đi mau đi. Bà. Anh đi đi. Bà bình tĩnh lại đi. Con chừng mệt đó con. Đi. Anh đi liền đi. Mày đi mau đi. Ba ơi. Ba ơi, con đưa ba vô trong nghỉ nha.
ngồi đợi con, con đi lấy thuốc cho ba nha. Qua, nó tệ như vậy mà tại sao con lại giấu ba chứ? Con xin lỗi ba, tại vì con sợ ba lo. Con muốn tự mình giải quyết. Ba, ba đừng có nổi nóng nữa, không thôi là bệnh lại đó. Cái thứ mà mưu mô xảo trá như nó, hết đốt ghe rồi xúi con, nó giấu với ba là con mang thai, bây giờ còn đi ngoại tình với con khác nữa. Nó không xứng đáng làm chồng của con đâu. Qua, con ly dị nó đi. Ba, thôi ba đừng có giận nữa nha ba. Qua, ba nói con không nghe sao? Hả Qua? Ba, ba cho con thêm thời gian suy nghĩ nha. Chuyện đời thành như vậy mà con còn suy nghĩ gì nữa hả? Con đừng có nghe mấy lời ngon ngọt xin lỗi của nó. Con mà quay trở lại với nó thì đừng có nhìn mặt ba nữa nghe chưa? Ba, ba, thôi ba nằm suy nghĩ đi, con đi lấy thuốc cho ba. Ba nằm suy nghĩ đi, con đi lấy thuốc. Chờ con một chút. Chị Tư. Ê, cái gì vậy? Làm hết hồn rồi. Đứng đó. Ai cho chị tiền để gì vu khống tôi? Sao mày vô duyên quá? Tao vu khống mày hồi nào? Sự thật nó vậy mà. Sự thật cái gì mà sự thật? Người ta cho gì bao nhiêu tiền, tôi cho gì gấp đôi. Chị vô gì gặp ba tôi, thanh minh lại. Vô duyên, tao không tiền của ai hồi nào. Vì xảo nữa hả? Theo tôi. Vì mà không nói, tôi bẻ lỗi tai gì luôn đó. Buông tao ra. Không buông. Cho gì chết luôn. Trừ cái tội vu khống hả? Trời ơi. Vậy giết người. Chị Tư, bắt người ta. Giết người, giết người, giết người. Đứng lại. Đi, đi, lấy lên. Chị Tư, đứng lại. Giết người, giết người. Chị Tư, nhanh lên. Đứng lại. Chị đứng lại chứ. Hả? Hay lắm. Cậu cho gì lần xuống luôn. Trời đất ơi, Qua, Qua, con bị sao vậy? Con mệt quá ba. Sao tự nhiên con thấy khó chịu trong người quá? Nằm nghỉ đi con. Trán còn nóng quá trời nè. Con thấy trong người sao rồi? Con chóng mặt quá à ba. Hay là để ba đi mua thuốc cho con uống nghe. Thôi ba, bây giờ tối rồi, để mai mua cũng được. Thôi cái gì mà thôi, không uống thuốc là lỡ nửa đêm mà nó sốt rồi sao? Bên kia sông có tiệm thuốc tây lớn lắm á, chắc giờ này nó còn mở cửa đó. Ba đi chút ba về liền nghe. Con nằm nghỉ ngơi nghe. Dạ. Rồi bà đi đâu để con chở bà đi? Cái thằng khốn nạn này, mày còn dám gọi tao là ba nữa hả? Bà tin con đi. Con có kêu người đốt ghe của ba đâu. Là có người nào đó mướn bà từ xa hại con. Con đang đi kiếm bà, để tới gặp ba nói chuyện cho rõ ràng đây nè. Mày đừng có bày trò gì nữa hết. Tao sẽ không bao giờ chấp nhận cái thứ như mày làm con rể đâu. Ngày mai tao sẽ biểu con Qua làm đơn lý dị mày. Từ nay về sau, cha con tao không có liên quan gì tới mày nữa. Bà, con yêu Qua, con không bao giờ chấp nhận ly dị với Qua đâu. Mày cãi tao hả? Cãi tao hả? Bà đánh con đi, nhưng mà đừng bắt con ly dị với Qua. Ê cha, trời ơi, thăm mình tới. Chạy. Bà, mày cũng dám cãi tao hả? Mày dám cãi tao hả? Mày cũng dám cãi hả? Gì vậy anh hai? Buông tôi ra. Từ từ anh hai. Từ từ anh hai. Chú Tư à, kệ đi. Anh hai bình tĩnh anh hai. Chú Tư cứ để ba con đánh con đi nữa. Con đáng bị đánh mà. Mày đừng có làm bộ đóng kịch nữa. Từ nay về sau á, mày còn lôi kéo lừa dối Qua nữa, tao sẽ cho mày biết tay.
Bớt không nhẹ như lần này đâu. Mày nhớ đó. Thôi anh hai về đi. Thôi con về đi, tối rồi, có gì từ từ tính đi. Cảm ơn chú Tư. Hồi nãy con tới chỗ chú chị Thiếm Tư đánh bài á, không thấy Thiếm đâu hết. Tôi nghe người ta nói rồi, bà đã đổi điểm khác rồi. Con đừng phí sức, không thèm kiếm nữa, về ngủ. Sáng mai bà cũng về hà. Thôi mình về đi. Dạ. Nhỏ kia chịu về chưa? Em đang nghi ngờ có người muốn hãm hại em với Hoa đó. Chào má. Ôi trời đất ơi, mặt con sao vậy? Hả? Dạ con, hồi nãy con lỡ bị té. Té hả? Mày đừng có xạo. Cái này là bị đánh nè. Ai đánh mày? Trời đất ơi, đứa nào đánh con vậy hả? Con nói cho má nghe coi, đứa nào đánh con? Ngày mai má lại nhà má nói chuyện với nó xử lý đàng hoàng. Hả? Ai? Đứa nào? Má bình tĩnh đi. Được rồi, bà vợ đứa con nào? Cái thằng cha già nó dám đánh con hả? Quá lắm à. Ngày mai con chở má qua bên nhà nói chuyện phải trái với trả nha. Thôi má bình tĩnh đi. Tại ba vợ con hiểu lầm con thôi à. Hiểu lầm gì? Thì bà Tư Sang đó, không biết là bà nhận tiền của ai đó, rồi vu khống con là con đốt ghe của ba vợ con. Rồi ba vợ con giận quá, bắt con với Hoa phải ly dị đó. Đứa ác ôn nào vậy? Hả? Đứa ác ôn nào hại con tao vậy trời? Đồ thất nhân sắc đức mà. Tao nói thiệt nha, tao mà biết đứa nào rồi biết tại tao. Mày nhìn tao cái gì? Tao không hề biết bà Tư Sang là ai hết. Từ chiều tới giờ con đi kiếm bà Tư Sang để nói chuyện mà không có gặp. Sáng ngày mai con quay lại con tìm bà tiếp để hỏi cho ra lẽ. Thành à, con ăn uống gì chưa? Con đói đâu má. Ủa má đi đâu vậy? Chừng tổ yến cho nó ăn chứ gì. Lát ép nó ăn. Coi cái mặt bài nó kìa, bơ phờ hà. Nó lớn rồi phải con nít đâu. Con trai tao tao lo. Hình như thằng Tuấn kể với thằng Phú tụi nó quen nhau sao? Coi như mình chưa thấy gì hết, mình đấu không lại tụi nó đâu. Ủa, cảm ơn anh nha. Hình như Long Hai Nghĩa. Chú Hai, đi đâu mà tối vậy chú? Tôi đi mua thuốc cho ông Hoa. Về nhà chú á, sao không đi thẳng đi mà đi ngược lại vậy? Hay là chú nhìn thấy cái gì đó mà đi ngược lại vậy chú? Rồi đi ngược lại để tránh hả? Tôi đâu thấy gì đâu. Thôi tôi đi nha. Chú đi. Ba ơi, ba! Cho xuống sông.
gì bà ơi? Chú Tư ơi, gì con? Con hả? Có chuyện gì vậy Quang? Chuyện gì? Dạ ba của con đi mua thuốc cho con mà tới giờ này còn chưa thấy về nữa. Con mệt quá cho nên con nằm ngủ quên luôn. Vậy hả? Dạ. Ờ hả? Giờ này tối quá rồi, không biết anh hai có bị chuyện gì không nữa. Vậy mình đi kiếm anh đi. Ừ Tốt ơi. Thôi đi. Dạ. Ông đi kiếm anh hai. Dạ. Con sao vậy? Đỡ mà Tốt. Con sao vậy? Con nè, em có sao không? Hả? Con mệt quá. Trời ơi, nó sốt quá. Chắc bị sốt rồi. Nè, vô nhà nằm nghỉ đi. Chị ba, vô với Quang đi. Để con với cậu Tư đi kiếm cho. Bà đỡ nó vô nhà đi, cho nó nằm nghỉ. Dạ. Ừ, thôi, con yên tâm đi. Ba con phước lớn mạng lớn, chắc không có bị gì đâu. Đừng có lo. Đi, vô nghỉ. Ở ngoài này gió mái con. Rồi, vô nghỉ đi. Ở ngoài này không được đâu. Thiệt là khổ trăm chiều thiệt chứ. Tốt. Dạ. Bây giờ con với cậu chia hai hướng hỏi thăm người ta. Nếu có tin tức gì thì tụ về đây. Dạ. Sao tự nhiên cậu có linh tính bất an quá, giống như kỳ cục. Em à, hết người này tới người kia, cửa cho anh. Sao không về cùng lúc luôn đi. Đi làm gì giờ này mới về? Ừ, nhà máy nhiều việc mà em. Sớm vậy. Ê, kẹt tay, kẹt tay. Mở, đau quá kẹt tay. Cái gì? Mày đi về đi, tao không có đón tiếp mày đâu. Tránh chỗ cho tao đóng cửa. Thiếm không nói chuyện với con thì con sẽ thưa công an vì cái tội vu khống con đó. Cái gì mà thưa công an? Nếu thiếm khai sự thật là ai hại con thì con sẽ không thưa thiếm, còn cho thiếm tiền nữa. Nó mà đi thưa công an mắc còng rắc rối nữa, lấy tiền chứ hơn. Dù gì con nhỏ đó cũng đưa tiền cho mình rồi, để cho tụi nó tự giải quyết, mình có lợi hay đâu. Suy nghĩ lâu quá vậy. 2 triệu hả? Có không? Cái gì? 2 triệu hả? Ừ. 2 triệu thì bây giờ không có đủ. Hay là giờ con chở gì qua nhà ba vợ con, giải thích với ba vợ con trước đi, rồi con về nhà lấy tiền đưa gì. Tao đâu có ngu, lỡ mày quật tao thì sao? Vậy thôi, thím ở nhà đợi con đi, con về xin má con tiền đem qua liền cho, đừng có đi đâu hết đó. Có tiền thì tất nhiên tao đợi rồi, mắc gì mà tao phải đi. Nhanh lên nghe chưa. Chị tớ ơi. Cái gì? Anh bị xe đổ bên ngoài ngã ba đó. Trời ơi, chạy đi cấp cứu rồi. Vậy hả? Máu me tùm lum. Trời, đi lẹ đi. Má, có gì ăn chưa má? Ngủ cái gì mà giờ này mới bảnh mắt vậy? Đợi chút nữa thằng Phú nó mua đồ ăn về. Ngày nào cũng ăn cơm chợ ngán muốn chết. Con đã nói với má rồi, con qua với thằng Thành coi như xong, không cứu vãn được gì đâu. Má, kêu con Bảy về đi má. Làm miếng nấu phải không? Rồi đó, ông thần của tôi về rồi đó. Kết quả làm sao rồi? Má, làm sao rồi con? Bà chịu khai không? Đòi con đưa bà 2 triệu bà mới chịu nói. Trời ơi, cái bà này, bộ tính làm tiền hả? Bây giờ má, má cho con 2 triệu đi, cho bà tới nhà ba vợ con bà nói. Tiền đâu có thể đưa khơi khơi vậy được. Con nhỏ qua đó nó đã không tin mày rồi, giải thích cách mấy cũng vậy thôi. Bỏ quách nó đi, con biết nó tốt hơn con nhỏ đó gấp trăm lần. Qua là vợ của em, em không bao giờ bỏ qua mà cưới người khác đâu. Chị hai đừng có đâm thọt phá hoại hạnh phúc gia đình của em nữa. Tao đâm chọt phá hoại tình cảm của mày hồi nào? Có hay không thì tự chị biết, không cần giải thích. Thôi đi tụi bay á. Má, má cho tiền con đi. Má, chuyện của nó má để cho nó tự giải quyết đi, mắc gì má phải tốn tiền. Mày giỏi tự kiếm tiền,
đưa bà Tư sang, đừng có xanh má. Chị hai quá đáng rồi đó nha. Giờ tụi bay không có cãi nữa được không? 2 triệu đối với nhà mình không đáng bao nhiêu, đưa cho bà để bà làm chứng cho xong đi. Má sẽ qua bển chung với con, rồi nói chuyện với gia đình con qua. Nếu như con qua nó cương quyết không chịu á, không chịu về nhà mình á, thì ly dị. Má, má đã nhân nhượng rồi, là do nó thôi. Bà Tư Sang chết bầm đó, dám phản mình. Qua, qua, ráng dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc con. Con không ăn đâu gì. Ở đây á, ba con không có quen ai hết. Ba con nhất định có chuyện rồi. Biết đâu Như Kỳ thằng tốt, có ai đó tốt bụng đưa anh hai vô bệnh viện thì sao? Với lại anh Tư Trê với thằng tốt á, đi kiếm từ tối tới giờ, có nghe ai bị gì đâu nè. Bác Hội ơi, bác Hội ơi. Ai? Cái gì vậy? Gì đó? Kiếm má tôi có chuyện gì? Ở ngoài sông á, người ta mới vớt được một cái xác, nên tôi á tới đây báo cho mọi người ra coi. Coi cái gì? Coi cái xác. Trời, xác chết có gì đâu coi. Nhưng cái xác này là ông Hai Nghĩa, là vợ già của bác Hội. Cái gì? Trời đất ơi. Xác chết là bà vợ tôi hả? Ừ đúng rồi. Cái gì? Ông Hai Nghĩa hả? Dạ. Rồi bây giờ qua vợ tôi biết chưa? Chưa có ai biết hết á, nên tôi tới đây báo cho mọi người. Thôi má, để con chạy qua con báo quan tiếng nha. Đi con. Trời ơi, ổng là dân thương hồ mà tại sao lại chết đuối? Thì là do trên người ổng có nhiều vết bầm, nên công an nghi ngờ là ổng bị giết. Trời ơi. Thôi, con tới đây để báo cho bác Hội biết thôi. Bây giờ con đi đây. Dạ. Cảm ơn hai dĩ nha. Dạ không có gì. Trời ơi. Giết người ghê quá má ơi. Ăn miếng đi con. Bà ơi, Quà ơi, Quà hay quá. Nè, mày đứng lại. Mày đi về mau đi. Mày còn kiếm nó làm cái gì nữa? Đi về đi. Còn Quà nó đang bệnh, nó nằm ở trỏng đó. Nó không có muốn gặp mặt mày đâu. Con biết rồi, con đâu có tới làm phiền Quà. Con muốn tới báo cho Quà biết á, là bà vợ con chết rồi. Hả? Cái gì? Anh Hai chết rồi hả? Người ta mới vớt được xác của bà con dưới sông á. Trời ơi. Hả? Trời ơi. Quà. Quà. Quà ơi. Quà. Quà ơi, con tỉnh dậy đi con. Đi tỉnh đi Quà. Quà ơi. Quà. Quà con. Ba. Ba ơi. Chị ba ơi, con phải đi gặp ba. Con không ở đây đâu, con phải đi về gặp ba. Con à, con nghe lời dì ba đi. Giờ sao má? Mình có đi đám không má? Đi chứ, tất nhiên là phải đi rồi. Mình là xui gia mà. Nhưng mà đợi thằng Thành về đi rồi tính. Dạ thưa má, con mới về. Con. Sao rồi? Sao hả con? Anh ra ngoài đó, người ta đem xác chú Hai đi rồi. Còn nói là đưa về để khám nghiệm cái gì đó. Nghe đâu chú Tư Trê với thằng Tốt cũng đi theo họ để lấy lời khai. Ai mà ác quá lại đi giết ổng vậy không biết nữa. Có khi là cướp của giết người đó bác. Ổng nghèo thế mồ, có gì đâu cướp. Trời, tại em không biết đó. Nhiều khi tự cướp nó túng thiếu, có mấy chục ngàn nó cũng làm liều đó. Ừ.
Em làm cái gì vậy? Em đem cất. Đê nhiều, thấy ghê quá, để cướp nó giết chết. Vậy đưa đây. Má này. Má, để con qua nhà Hoa coi sao rồi nha má. Ừ. Dạ. Ấy, liên quan gì tới mình mà mình đi? Nhà Hoa đơn chiếc mà, Hoa là em dâu của mình nữa, mình không qua phụ coi sao được. Thằng Phú nó nói phải đó, con qua bển coi làm sao. Dạ. Dạ thưa má con đi. À. Anh đi nha em. Trời ơi, cầu cho mau bắt được hung thủ đi, chứ nó còn lảng vảng ở ngoài, chắc con không dám ra ngoài đường quá. Con ơi, bún riêu nóng hổi đây, bún riêu đây, bún riêu, bún riêu đây, bún riêu đây bà con ơi, bún riêu đây. Ai ăn bún riêu không bà ơi? Hả? Bà có mỏi tay chưa, để con xuống con chèo phụ cho. Thôi được rồi con, nếu mình ba chèo được rồi, con coi là con cứ nấu cho nó nóng đi. Chèo từ đây tới chợ cũng còn xa lắm á nghe. Dạ. Ai bún riêu không? Bún riêu bà con ơi. Bún riêu đây. Bún riêu đây bà con ơi. Bún riêu đây. Dạ, của dì đây. Con mời dì Bảy ăn. Dì Bảy ăn thử giùm con coi con nấu được chưa, tại vì con cũng mới nấu á, coi có hợp khẩu vị không dì Bảy. Sao hả dì Bảy? Ngon quá. Ngon hả dì? Dạ. Bún nhiêu đây được rồi, cho dì thêm miếng rau đi. Dạ. Ba ơi, dì Bảy khen con nấu ngon đó ba. Dì Bảy xin miếng rau nữa. Con về bên nhà chồng, con đừng lo gì cho ba hết. Ráng cư xử với nhà chồng cho đúng đạo nghĩa. Nhưng mà con đừng có nhường nhịn mấy chuyện vô lý, con biết chưa? Dạ, con biết rồi. Hoa, ba biết con thiệt thòi nhiều. Đáng lẽ ngày hôm nay là chính má con dặn dò cho con, chứ ba không biết nói gì hết. Từ ngày má mất tới giờ, con luôn được ba dạy dỗ mà, con không thấy thiệt thòi gì hết. Con sẽ thường xuyên về thăm ba. Ba ở một mình á, phải ráng giữ gìn sức khỏe nha. Ba biết rồi. Ghe mình bị cháy nên tiền bạc dành dụm cũng mất hết. Ba không có gì để làm của hồi môn, ngoại sợ dây chuyền nhỏ này. Ở đâu vậy ba? Tiền ba bán cá hôm nay, với lại mượn của cô ba một ít. Ba nhờ cô ba mua giùm đó, để ba đeo cho con nha. Dạ. Hoa, con phải sống hạnh phúc nha. Nếu con bị ai ức hiếp gì thì cứ về với ba. Dạ. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì con cũng còn có ba mà. Dạ. Con biết chưa? Con biết rồi. Nhỏ này,
có định khóc. Con mà khóc ảnh hưởng tới cháu của ba bây giờ. Con phải vui lên. Phải vui lên chứ. Thôi, quay vô ngủ sớm đi con. Con gái của ba. Đúng đi con, thôi ráng đi con, đừng có khóc nữa. Con mà khóc vậy ba làm sao mà siêu thoát được. Anh có mua cháo rồi nè, em ráng ăn miếng đi. Con ăn một chút nha. Con không muốn ăn. Tốt con. Anh Tú. Chị ba. Tôi vô coi qua con sao không? Ba em sao rồi anh? Sáng sớm ngày mai chú hai sẽ được đưa về. Cậu Tư đang ở nhà lo liệu rồi. Không ngờ anh hai lại ra đi đột ngột như vậy. Dì khuyên con qua. Nhưng thiệt dì cũng không chấp nhận được cái chuyện này. Công an đang điều tra rồi, họ sẽ sớm bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho chú hai. Dì ba ơi, con đi về nhà. Nè Qua. Qua. Thôi con. Em đang yếu lắm, không có đi nổi đâu. Ừ. Chuyện ở nhà có anh với cậu Tư lo được rồi. Có gì sáng mai em khỏe rồi hãy về. Đúng rồi đó con. Con ráng nghỉ ngơi đi, chứ bây giờ mà con về là con xỉu nữa đó. Anh Phú. Anh hai. Gì? Em. Anh mới từ bệnh công an về. Họ nói là nguyên nhân tử vong của chú hai là vết thương sau gáy. Qua lời khai của Tốt với chú Tư thì chú hai không có thù oán gì với ai hết. Ừ, đúng rồi. Anh hai anh hiền khô à.
Với lại anh mới tới chỗ này neo ghe, sao mà gây thù chuốc oán với ai được chứ. Công an nghi ngờ thằng Thành có liên quan tới cái chết của chú Hai đó. Vì vậy công an gửi giấy mời cho em đó. Công an nói chuyện gì kỳ vậy anh Hai? Em tự nhiên sao giết ba vợ em được? Tối hôm qua có người chứng kiến chú Hai muốn em với Hoa đi vậy, cho nên bên công an nghi ngờ em thật sự có đầy đủ động cơ. Thành, không lẽ mày giết anh Hai thiệt hả? Con làm gì giết ba vợ con? Sao mà làm vậy được? Mọi người phải tin con chứ. Anh Hai, anh sao không giải thích cho công an giùm em? Thành à, nếu thật sự em không có giết chú Hai thì em cứ lên công an trình báo đi. Hả? Dạ, mọi người tin con nha, con không có giết ba vợ của con đâu. Không lẽ nào thằng Thành nó nóng quá rồi nó làm ẩu không? Thôi con. Nè Hoa, gắng lên con. Bình tĩnh đi em. Cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho thằng Thành, nó vô tội được thả ra. Đó, má thấy chưa? Phải chi hồi đó đừng có cứu con nhỏ trôi sông lạc chợ đó, thì bây giờ đâu có chuyện. Nó mà giết ông Hai Nghĩa là bây giờ tử hình như chơi đó. Mày im đi. Tao tin là thằng Thành nó không có giết ổng, không lo kiếm cách cứu em, lo nói chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Con cũng đang lo cho nó chứ bộ. Mày lo làm sao? Nhưng mà có quen ai đâu. Chị Thảo ơi. Bích. Dạ. Con chào bác. Em nghe tin anh Thành bị bắt, tình hình sao rồi chị? Thì nhà chị cũng mới được tin hồi tối, anh Phú đi lên chỗ giam nó từ sáng tới giờ. Bác ơi, con tin là anh Thành không có giết người đâu. Tự nhiên ảnh bị xui xẻo. Tại cái bà Tư nhiều chuyện đó chứ ai. Nghe nói bà khai với công an á, là thấy thằng Thành với ông Hai Nghĩa đánh lộn, cho nên người ta mới nghi nó. Má. Má. Gì? Hay bây giờ mà tới chỗ bà Tư cho tiền bả, kêu bả khai lại từ đầu, nói là bữa đó bả nhìn lộn, được không má? Chị, không có được đâu. Mình mà làm như vậy á, người ta nói mình có tật giật mình, với lại công an sẽ nghi ngờ mình đó. Phải rồi, con Bích nên nói đúng đó. Mày toàn suối chuyện tầm bậy không. Má cứ la con hoài à. Thì con cũng đang muốn cứu con Thành chứ bộ. Anh Phú dạ, về kìa má. Anh Phú. Dạ má. Con. Thằng Thành sao rồi con? Dạ má, nó vẫn còn bị tạm giữ để điều tra đó má. Hiện tại thì đang bất lợi cho nó lắm, có nhân chứng và động cơ nữa. Thêm mọi người nhiều chuyện đồn đoán ầm lên là nó giận chuyện chú Hai Nghĩa bắt nó ly dị với Hoa, nên mới giết chú Hai Nghĩa quăng xác xuống sông. Đúng là quân nhiều chuyện ác ôn mà. Bây giờ phải làm sao đi con? Con xin cho thằng Thành về nhưng mà không có được. Trời ơi. Bây giờ chỉ còn cách chờ công an điều tra thôi má. Nếu như thằng Thành không giết chú Hai Nghĩa thì nhất định nó sẽ được thả thôi má. Sao? Sao lại là nếu? Thằng Thành nó không bao giờ giết người. Dạ, thì con cũng tin là như vậy. Nhưng chỉ sợ lúc nó nóng giận rồi lỡ tay nó. Vậy Hoa thì sao anh? Hoa có tin là anh Thành giết người không? Tối hôm qua anh nghe đâu Hoa nó còn nằm ở bệnh viện. Từ sáng giờ lo chuyện của thằng Thành nên anh cũng không qua bên đó nữa. Dạ. Má, xác của chú Hai Nghĩa chắc là được đem về thiêu rồi. Vậy mình có qua bển không má? Má, má đừng có đi. Mất công người ta bàn tán ra vô mệt lắm. Con đi thay má đi. Dù gì thì cũng phải làm đủ lễ nghĩa. Dạ. Thank you.
thôi con. Anh hai bây giờ đã yên nghỉ rồi, con đừng có đau lòng nữa. Để ba ra đi được thanh thản nha con. Anh hai thương con lắm, anh không muốn con buồn khóc hoài vậy đâu. Chị ba, chị ba, hóa táng anh hai xong rồi hả? Ừ, con qua nó mới rải cốt của ảnh xuống sông đó chị. Đúng là quan nghiệt, tội nghiệp cho con quá. Bên nó là ba, bên là chồng. Hôm nay công an có kết luận gì chưa? Hôm nay họ không có nói gì hết. Tụi tôi mất lo đám tang cho anh hai, cho nên không có hỏi. Để chút tôi lên trên đó coi sao. Chắc là thằng Thành rồi. Nếu mà không phải nó thì công an thả nó ra rồi. Anh Thành vẫn còn bị giam hả Thiên? Ờ, mấy bữa nay nó còn chưa được thả kìa. Có mình nó có động cơ với anh hai à? Chứ đây anh hai có thù oán gì với ai đâu. Cái thằng khốn nạn, đúng là không phải con người. Phải đề nghị tử hình nó để đền mạng cho anh hai. Đúng rồi, cái ông này chưa chắc nó mà. Hôm bị bắt á, nó có nói nó giết anh hai đâu. Ủa vậy chứ có thằng nào giết người mà tự nhận đâu. Bà sao dễ tin quá. Bản tính của thằng đó là nó không tốt ngay từ đầu rồi. Dối trá đủ thứ, còn bày đặt lăng nhăng, mèo mỡ. Thôi, con nằm nghỉ nha. Dì ba. Ơi, dì nè. Qua sao rồi dì? Nó cũng còn mệt, đã ăn ít mà còn ói ra nữa. Dì đang tính đi khuấy cho nó miếng sữa nè. Hay là mình thuyết phục qua đi bệnh viện khám đi, chứ để dì hoài con thấy không tốt đâu. Ôi trời ơi, dì cũng kêu rồi mà nó nói nó không có sao. Nó đang buồn cho nên bỏ mặc sức khỏe của nó chứ dì. Con này thiệt hả? Bà Hội tới kìa con. Ủa? Dạ bà Hội tới. Con tới đây có việc gì? Không biết. Để coi bà nói gì. Tới đây làm gì vậy trời? Nè, con qua có nhà không? Dì kiểm qua làm gì vậy? Cho tôi gặp nó để... Bà đứng lại. Bà gặp nó làm gì? Thì... Đám tang xui gia mà chớ thấy mặt bà có mặt. Dạ, mấy bữa nay má con mệt. Với lại đang lùm xùm chuyện thằng Thành nữa. Má con qua rồi sợ mọi người bàn tán. Thằng Thành được thả chưa? Chưa dạ. Nữa gì. Nên bác Hội mới qua đây để kiếm hoa đó gì. Sao có cô ở đây nữa? Nè bà Hội, bà đi với nhân tình của con trai bà tới đây mà bà coi được hả? Bà muốn anh hai chết vẫn còn tức đúng không? Thôi bà thôi đi. Chuyện của tụi nó thì để tính sau. Bây giờ phải lo cho thằng Thành đây nè. Con qua đâu? Qua. Không nghỉ ngơi đi, ra đây chi vậy? Con, thằng Thành nó không có giết ba con đâu. Nhưng mà công an họ không có tin. Họ tạm giam nó để điều tra. Con lên con gặp họ, con nói một tiếng, kêu họ thả thằng Thành ra đi con. Xin lỗi bà ha, cái này là do công an họ quyết định, chứ con qua nó làm được cái gì. Chưa kể nếu mà thằng Thành là hung thủ thực sự, con qua mà lên xin tha cho nó, chắc anh hai khỏi siêu thoát luôn quá. Nè nè nè, bà đừng có nói bậy nghe. Thằng Thành nó có giết người. Vậy hả? Vậy cho tôi hỏi bà, sao công an giam nó từ bữa tới nay không thả? Nếu nó vô tội người ta thả nó rồi. Qua, nếu như qua tin anh Thành thì qua lên trển nói một tiếng đi qua. Đi liền đi con. Con đừng có nghe cái bà nè, bà nói bậy. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Qua, con không phải đi đâu hết đó. Dạ. Qua đang mệt làm sao đi được. Với lại lời nói của Qua bây giờ cũng không có chứng cứ, làm sao công an họ tin được. Mấy người về đi, để cho Qua nghỉ ngơi nữa. Má, nhìn Qua xanh quá, hay là mình về cho Qua nghỉ ngơi đi má. Bữa nào mình tính sao. Đi lên đó còn chút xíu à. Có phải bệnh liệt giường gì đâu. Giúp nó một chút cô cũng tiếc công nữa. Bây giờ cô nói đi, cô có đi không?
Má không mệt quá má? Ý của Hoa là không muốn đi chứ gì? Tôi không ngờ đến cả Hoa mà cũng không tin anh Thành nữa. Tôi nói thiệt, uổng công thằng Thành nó thương yêu cô. Giờ nó gặp nạn, bây giờ nhờ cô giúp một chút xíu mà cô cũng không chịu giúp nữa. Bà nói lại đi. Con Hoa nó mới là đứa chịu thiệt thòi. Con bà đó hết gạt nó chuyện này tới chuyện kia, đã vậy còn đi ngoại tình nữa. Bây giờ con Hoa nó đang mệt, mấy người làm ơn đi về giùm đi. Đứng đây lằng nhằng là tôi xách chổi tôi đuổi thẳng con. Dì bình tĩnh. Bình tĩnh với gì? Tôi cũng không có thì giờ rảnh để đứng để đôi co với chị. Còn cô Hoa, tôi nói một lần chót, nếu cô không lên công an nói giúp cho thằng Thành một tiếng thì coi như tôi không có đứa con dâu như cô. Đứng lại. Má à, gọi họ đi con. Em vô trong nghỉ ngơi đi. Dì ba, anh Tốt đưa em lên chỗ anh Thành được không? Dì em ba, đang bệnh mà, đi cái gì được mà đi. Con đừng có nghe lời cái bà đó. Hoa à, nhiều khi chính thằng Thành nó giết ba con thì sao? Dù anh Thành từng gạt con, nhưng mà con có cảm giác anh Thành không có giết ba con. Con tin ảnh. Con biết là con lên nói cũng không được gì, nhưng mà con muốn lên gặp nó đúng không? Trời ơi, nó đối với con như vậy mà con còn, sao con khờ quá vậy Hoa? Con cũng không hiểu nổi mình nữa. Con chỉ muốn gặp ảnh một lần, coi ảnh sao rồi. Dì ba, hay là mình cứ chịu theo ý của Hoa đi. Nhưng mà con nhắm đi nổi không đây? Dạ nổi. Thôi mình đi. Trời ơi, nè, trời đất ơi, con sao vậy? Con sao không? Đưa nó đi bệnh viện nhanh lên con ơi. Nhanh. Hoa, nhanh đi con. Trời đất ơi, khổ ghê. Dì ba. Hả? Vậy mà con tưởng dì về rồi. Về sao được? Dì ra dì mua hộp sữa cho con. Con cũng khỏe rồi. Dì ba về buôn bán đi, con ở trong này một mình được rồi. Dì với con mà còn ngại ngùng cái gì không biết nữa. Thôi đi, coi như là dì nghỉ ngơi thư giãn mấy ngày, khỏi phải nấu chè rồi chèo ghe đi bán mỏi tay. Để dì pha sữa cho con uống nha. Dạ. Con cảm ơn dì ba nhiều lắm luôn. Không có dì ba với là chú Tư với anh Tốt, không biết con sẽ ra sao nữa. Hai, từ lâu á mình cũng giống như là người nhà rồi mà con. Con đừng có suy nghĩ nhiều, không tốt cho đứa bé đâu nha. Dì ba. Hả? Mấy bữa nay không đi bán chè nhớ chè lắm đúng không? Trời ơi, dì ba pha quá trời sữa luôn á. Trời ơi, pha sữa nhiều cho con uống cho nó tốt, cho nó có sữa. Nè uống đi. Mà từ nhỏ tới giờ con đâu có thích uống sữa đâu. Thôi dì ba đừng có mua nữa nha, tốn tiền lắm. Không thích cũng phải uống, uống mới đủ chất chứ. Nè, dì nói con nghe, bây giờ con ăn cho hai người nghe chưa? Dạ. Nghe lời dì, không có cãi. Dạ. Nè, cầm đi, đợi nó nguội rồi uống. Dạ. Dì ba. Ừ. Qua. Anh Tốt. Dì đợi con nãy giờ đó. Bữa nay công chuyện nhiều lắm, sao đi trễ vậy? Dạ, con tranh thủ mé hết mấy cái cây cho bác ba. Hồi nãy đi ngang thấy dì Năm hái cam, con mua cho Qua nè. Đúng rồi đó, một ngày ăn vài trái nha, mới có sức đề kháng. Bác sĩ nói là cam tốt lắm. Dạ. Ừ. Em cảm ơn anh Tốt. Trời, khách sáo với anh gì vậy chứ? Người ta nói có bầu dễ thèm đủ thứ lắm, cần ăn cái gì cứ nói nghe, anh mua cho. Em không có thèm ăn gì hết, em chỉ thèm ngủ thôi. Ừ. Mà chuyện con có thai á, dì ba với anh Tốt đừng có cho nhà anh Thành biết nha. Ừ, tất nhiên rồi.
Nói làm gì? Rắc rối thêm chứ làm chi con? Mắc công dây dưa rồi không có dứt được với thằng quỷ đó nữa. Nếu như em không uống thì anh sẽ không nói đâu. Yên tâm đi. Dạ. Uống đi con. Uống đi. Dì ba, chị Hoa. Ủa? Ừ. Dân. Trời đất ơi. Con đi đâu đây? Dạ, con nghe anh Tốt nói là chị Hoa đang bị bệnh, nên con vô thăm chị Hoa. Anh thấy em hay không? Không cho em theo, em cũng kiếm được chứ bộ. Chị Hoa, chị khỏe chưa? Chị cũng khỏe rồi em, cảm ơn em. Chị Hoa, chị đừng có buồn chuyện của anh Thành nha. Chị hai em nói anh Thành vô tội, nhất định ảnh sẽ được thả thôi. Vô tội hả? Vậy sao công an giam nó hoài tới giờ chưa thả? Thôi được rồi, ai muốn giành thằng quỷ đó thì giành đi. Con Hoa không có cần cái thứ chồng như nó. Dì ba đang nói chị hai con á hả? Chứ còn ai chồng khoai đất này? Dì ba, bé Dân đâu có liên quan gì đâu, dì đừng có la nó mà. Không phải là dì ghét dì con, nhưng mà nhắc tới con chị con á là dì bực mình không chịu được hả? Dạ. À, thôi, mấy đứa nói chuyện đi, dì đi về nấu cơm nha. Dạ. Nè, ráng uống hết ly sữa cho tôi nghe chưa? Chị hai em có nói anh Thành sao rồi không? Chị hai nói là anh Thành nhất quyết kêu oan, không có chịu nhận tội. Nhưng mà anh Thành là tình nghi số 1, cho nên công an không có chịu thả anh ra. Nhưng mà chị có tin là anh Thành vô tội không? Dù chị rất giận anh Thành, bởi vì anh làm nhiều chuyện có lỗi với chị, nhưng chị không tin anh là giết ba chị đâu. Anh nghĩ là cứ để công an họ điều tra đi. Bây giờ em lo nghỉ ngơi cho mau khỏe lại đi, đừng suy nghĩ nhiều. Dân. Dạ. Em thăm chị qua xong rồi đó thì về đi, sắp thi rồi đó. Lúc nào anh cũng đuổi em hết vậy? Bây giờ anh ở với chị qua tới chiều, chờ dì ba nấu cơm đem vô nè. Không lẽ em muốn ở tới chiều tối luôn hả? Em sắp thi rồi đó, đi về đi. Chị qua ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe nha. Em đi về nha. Cảm ơn em nha. Dạ. Bữa nào em sẽ ghé thăm anh sao? Em sợ anh không? Không. Nhưng mà anh sợ em lắm luôn đó. Nếu mà sợ thì đừng có tránh em. Hey. Em có nghe dì ba nói bây giờ nó rất thích anh. Nó dễ thương như vậy, anh đừng có khó tính quá. Bây giờ nó còn đi học mà, sao gán ghép với anh vậy được? Vậy thì anh tranh thủ xuống cái răng đi. Em muốn anh lấy vợ lắm hả? Em sắp lên chức rồi mà anh chưa có gì hết á. Anh mau lên đi, biết đâu á có duyên, sau này hai đứa mình làm xuôi gia thì sao? Tội nghiệp em quá. Em cứ chạy tới chạy lui thăm thằng Thành như vậy mà trong lòng nó đâu có em đâu. Vậy còn anh, trong lòng anh có ai? Em nói gì vậy? Hả? Thì trường hợp của em cũng giống như của anh thôi. Anh là chồng của chị Thảo, nhưng mà trong lòng của anh lại có thêm Tuyết. Em có hiểu lầm gì hả? Tuyết nào chứ? Có cần em nói luôn địa chỉ với cái thai của cổ không?
Ừ. Anh với Tuyết thật ra yêu nhau từ lâu lắm rồi. Cũng vì hoàn cảnh gia đình nên anh mới phải cưới Thảo. Tụi mình cũng đã đi cùng thuyền rồi. Em giúp anh đi, đừng tiết lộ chuyện này nghe. Nếu mà em tiết lộ thì đã tiết lộ với chị Thảo rồi, đâu có nói với anh như vậy. Cảm ơn em nhiều lắm. Em giúp anh thì em cũng muốn anh giúp lại em. Ờ, em cần anh giúp gì? Em muốn trở thành em dâu của anh. Ờ, bây giờ tình cảm của vợ chồng thằng Thành đang lung lay, cũng là rất tốt cho em mà. Anh sẽ giúp cho em yên tâm đi. Cảm ơn anh trước nha. Anh Thành, sao nhìn anh hốc hác vậy? Ở trong đây anh có ăn uống gì được không? Cũng bình thường thôi. Nhưng mà thay đổi hoàn cảnh sống, với lại không biết chừng nào mình được thả, làm sao mà thoải mái được. Công an họ chưa khởi tố, em vẫn còn hy vọng mà. Em phải cố gắng lên. Em cũng mong họ sớm tìm ra hung thủ. Ủa, sao hôm nay má không vô? Má bệnh rồi. Má bệnh gì? Có nặng không? Má bệnh cao huyết áp, cái lưng nó hành nữa, cộng thêm lo lắng chuyện của em nữa, nên bây giờ má yếu lắm. Anh có mời bác sĩ tới để chăm sóc cho má. Con Bảy cũng về nhà mình phụ giúp lại rồi. Vậy cùng Qua vẫn ở bển hả? Ừ. Mấy hôm trước em với bác có qua nhà Hoa, kêu Hoa vô nói với công an, mà Hoa không chịu đi. Chắc là Hoa không tin anh. Hoa đó thiệt tệ quá. Vợ chồng mà không tin tưởng về em hết. Má bệnh cũng không hỏi thăm câu nào. Anh nói thiệt á, em mà tai qua nặng khỏi lần này, em phải suy nghĩ lại cuộc hôn nhân của em với Hoa đó. Thôi anh hai với Bích về đi. Anh hai ráng chăm sóc má giùm em nha. Anh biết rồi. Em sẽ cố gắng tìm cách giúp anh. Ừ, cảm ơn em. Cảm ơn anh, lúc nãy đã nói thêm vô. Anh Thành nghe xong thì buồn lắm. Nhận lời em thì anh phải làm cho hiệu quả chứ. Em cảm ơn anh. Anh Phú. Anh, bây giờ em về nhà máy, anh có về luôn không? Hay là anh đi qua gặp Tuyết? Bây giờ em biết rồi, anh không cần phải lén lút nữa. Tuyết đang mang thai nhưng sức khỏe yếu lắm. Ngày nào anh cũng qua thăm Tuyết. Được rồi, em về trước nha. Mai mốt á, mà con ra đời, mẹ sẽ may thiệt là nhiều quần áo đẹp cho con. Anh. Em ăn gì chưa? Anh nói bữa nay anh đi thăm thằng Thành, không biết chừng nào về, nên hồi nãy á em ra ngoài em ăn rồi. Hay là cái này chút nữa em ăn thêm nha. Dạ. Còn sữa em phải uống đều đặn nha, nếu không con mình nó bị suy dinh dưỡng á. Em sẽ ráng ăn uống mà. Con Bích nó có tới kiếm em không? Dạ không, em đâu có thấy. Nó biết chuyện của mình rồi. Vậy nó có nói với bà Thảo không anh? Mình phải làm sao bây giờ hả anh? Không, nó không nói với Thảo. Nó muốn dùng bí mật này để uy hiếp anh về phe của nó, chia rẽ thằng Thành với con Hoa để nó có thể cưới thằng Thành. Nó chịu bỏ qua cho mình hả anh? Anh cũng không biết nữa.
Con này nó mưu mô khó lường lắm. Có thể nó cũng như anh, muốn vô nhà thằng Thành để lấy gia tài thôi. Trước mắt anh phải chiều theo ý của nó để coi tình hình sao đã. Nhưng mà có khi thằng Thành bị khởi tố, tù chung thân hoặc có thể tử hình không chừng. Em đừng có lo. Dạ, em thấy tội nghiệp cho cô Hoa quá. Em thấy cổ là người tốt bụng mà gặp phải con Bích. Còn thằng Thành nữa, có thiệt là nó giết ba của cô Hoa không anh? Nó giết chứ ai nữa. Chắc thời gian nữa nó sẽ bị khởi tố thôi. Lúc đó tài sản sẽ vô tay anh, mình có thể công khai bỏ đi với nhau. Nửa tháng rồi, sao công an chưa khởi tố, cứ giam nó hoài hả? Họ còn chưa đủ chứng cứ kết tội nó, không biết còn đòi chứng cứ gì nữa đây. Cũng đâu có xuất hiện người nào tình nghi nữa đâu. Nói chứ còn ai vô đây. Chú biết con không vui, nhưng chú phải nói vì đó là sự thật. Bây giờ con tính sao? Chú á, chú khuyên con nên dứt khoát với gia đình mình đó đi. Biết rồi chú Tân. Ngày mai con sẽ vô gặp anh Thành nói chuyện. Để chú đi với con. Dạ. Con quỷ kia, thảnh thơi quá ha. Chồng bị quan, bị tạm giam mà chớ thấy vô thăm hay là nói giúp con nào. Chị hai, không có chị em gì hết á. Nhà tao không có coi mày là em gì hết. Mày viết đơn ly dị thằng Thành đi. Đừng hòng nhà ta cho mày xu nào. Ly dị hay không là chuyện của vợ chồng em tự tính với nhau. Với lại em cũng không có cần tiền bạc gì của nhà chị hết. Chị khỏi phải lo lắng. Mày dám trả treo với tao hả? Nè, con làm cái gì vậy? Nè. Động tay động chân là không có yên với tôi đâu nghe. Ông làm gì? Ông có tin á là tôi kêu công an bắt ông cái tội đánh người không hả? Tôi chưa có đánh con ngang. Nãy giờ tôi ngồi không ngang. Tính vu oan cháu quả hả? Thằng em cô giết chết anh hai. Tôi chưa có tính sổ nhà cô. Cô còn dám đứng đây lớn tiếng với con Qua nữa hả? Con Qua nó nhịn cô thôi, chứ còn tôi hả? Tôi không có nhịn cô đâu ngang. Ông làm gì tôi? Nè, tôi cho cô biết nha. Tụi tôi tuy già nhưng mà hai chọi một. Cô không sức đầu mẹ tráng cũng bầm mặt đó. Sao giờ muốn gì hả? Muốn gì? Tôi sợ hai người hả? Tôi sợ con hả? Ba, chú Tư, thôi bỏ đi. Mấy người nhớ đó. Con quỷ kia, mày đừng có hòng mà trở về nhà tao. Nè, khỏi đuổi. Bộ con Qua nhất định phải cần gia đình mấy người hả? Giống quỷ hả? Người gì đâu mà giữ như con tinh len vậy đó. Cái nhà gì đâu mà giữ như quỷ. Nhà nó chắc quỷ đầu thai lên không. Con còn cây nữa nè. Dạ. Con gái của tôi tuy không phải là cành vàng lá ngọc, nhưng mà nó là tất cả đối với tôi. Giờ thì tôi giao nó lại cho cậu. Cậu mà đối đãi không tốt với nó
là tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ba, nhưng giờ đây con thật sự mất ba. Ba linh thiêng, hãy giúp con có đủ nghị lực để có thể vượt qua thử thách này. Bây giờ giọt máu của anh Thành đang tượng hình trong con. Con phải làm sao đây? Ba ơi, hãy nói cho con biết con phải làm sao mới đúng. Ủa, anh Tốt. Trời ơi, anh lại mua cam cho em nữa hả? Anh đâu có mua cho em. Anh mua cho cháu của anh thôi. Em cảm ơn. Anh bệnh hả? Chắc tại mấy bữa nay móc mương bên bác ba ngâm nước nên bị trúng nước. Anh nghe cậu Tư nói em tính vô thăm anh Thành nữa. Dạ, chú Tư đã đưa em đi, nhưng mà chú Tư đang nghĩ anh Thành là hung thủ, nên em sợ chú gặp anh Thành. Anh đi với em được không? Em tin là anh Thành vô tội hả? Lần trước ba em đánh ảnh, anh cũng không có đánh lại. Em hy vọng trực giác lần này của mình đúng. Em vô gặp ảnh, nói vài lời với công an coi có được gì không. Ừ. Vậy em có ý định là hàn gắn với anh Thành không? À, nhớ trốn cho kỹ á nha. Không thì em cũng tìm ra anh à. Nhưng mà lần này anh tưởng bỡ rồi. Em tới thăm chị Hoa thôi. Chị Hoa, em nghĩ là chị về rồi, cho nên em qua thăm chị nè. Chị mới về hôm qua em. Mà chị thiệt khỏe chưa vậy chị? Chị khỏe rồi. À, em sắp thi chưa? Em thi học kỳ xong rồi. 2 tuần nữa là em thi tốt nghiệp. Đậu tốt nghiệp á, rồi em mới thi đại học. Vậy chị chúc em thi tốt nha. Dạ, em cảm ơn chị. Ủa, anh bị bệnh hả? Ở nhà em á có hũ tắc trong cả năm rồi đó. Uống vô á là hết thôi, liền thôi. À, để em về lấy cho anh nha. Thôi, anh tự mua thuốc được rồi. Sao lúc nào anh cũng từ chối em hết vậy? Đâu có thân quen gì đâu. Đâu thể nào mà tùy tiện nhận đồ của em hoài được. Anh cứ nói thoải mái đi. Bây giờ em không có buồn nữa đâu. Trời đất ơi. Anh uống nước đi. Ho quá trời á. Mà người ta kêu lấy thuốc cho không chịu. Anh không có sao mà. Tốt có gì vậy ông Thiểm Tử? Tự kiếm anh kìa. Tốt với Tốt. Tốt. Còn ở đây nè. Trời ơi, vậy mà Thiểm Tưởng còn ở với ghe. Thiểm tìm muốn chết luôn à. Thiểm kiếm con cái gì không Thiểm? Thằng tèo con của Thiểm á,
Nó bị bắt chung với thằng bé ở trên Long An mấy bữa nay rồi. Cuối cùng cũng bị bắt. Giám đốc ghe của chú Hai còn dám đâm anh Tốt nữa. Còn thím nói chuyện với thằng Tốt. Con à, con dạy cái mang. Thím qua nói chuyện với con nè. Trong gia đình của thím á, hai vợ chồng già chỉ có được đứa con à. Mai mốt ra tòa, con nói giúp giùm cho nó ăn tiếng giùm thím nha. Hôm con bị đâm á. Thằng Tuấn kẹ đâm con mà. Con còn cái ghe của ba con á, là thằng Tuấn kẹ bắt nó đốt đó. Chứ nó đâu có muốn đâu con. Sao hôm trước thím nói là anh Thành thuê con thím đốt mà? Là con Thảo. Đúng là nó muốn phá hai vợ chồng con đó. Nên nó cho tiền thím nè, kêu thím phải nói như vậy. Trời ơi, con nhỏ chị chồng gì đâu, thấm mỉm hết sức vậy đó. Tại thím thua bài túng quá nên mới nhận tiền của nó thôi. Còn cái vụ của thằng Thành đó, tối hôm đó thím đi ngang, nghe anh Hai bắt thằng Thành phải ly dị. Nó đâu có chịu, cái anh Hai xông vô đánh nó gì nè. Vậy anh Thành có đánh lại ba con không thím? Không, chỉ có ba con đánh nó thôi. Rồi cái tự nhiên á, thím thấy ông chồng thím chạy tới, thím sợ quá, ba giờ bốn cẳng thím chạy luôn. Chuyện nó như vậy nè, sáng ra nha, thằng Thành nó tới nó năn nỉ thím, tới giải thích với ba con cái vụ mà đốt ghe đó. Thím tính đi rồi, ai về đâu, ông chồng thím bị xe đụng, thím phải chạy vô bệnh viện. Khi mà về thì nghe tin ba con mất rồi. Đừng có giận thím nha. Thím nói buổi sáng ba con chết, anh Thành có tới năn nỉ thím để qua nhà con giải thích với ba con hả? Thím đã muốn sửa sai rồi, ai về đâu, không có kịp. Nếu thiệt anh Thành tới năn nỉ thím tư, có nghĩa là anh Thành không có giết ba em, cho nên anh mới nghĩ ba em còn sống. Đúng rồi đó. Chứ nếu mà anh Thành giết chú Hai hồi tối á, thì đâu có cần phải năn nỉ thím tư tới giải thích làm gì. Nhưng mà biết đâu anh Thành cũng suy nghĩ giống như mọi người, nên cố tình làm như vậy. Nếu chú Hai chết rồi thì cho thím tư tới giải thích với Hoa cũng được mà. Ha, cũng có thể lắm đó con. Ai mà rảnh đâu giết người xong rồi làm bộ đủ thứ như vậy. Hay là anh ghét anh Thành nên mới suy luận đủ thứ như vậy? Anh không có ghét anh Thành, anh chỉ nói khả năng thứ hai có thể xảy ra thôi. Với lại anh Thành lương lẹo cũng nhiều rồi, thật sự bây giờ anh không có lòng tin ở ảnh. Dân, chị hiểu anh Tốt mà. Ở nhà thím với ông chồng của thím á hả, trời ơi cãi lộn tưng bừng về cái vụ này nè. Thím á thì nói là thằng Thành nó giết, ông thì nói là nó đâu có rảnh đâu. Nó về nhà xong rồi nó quay đầu lại nó giết anh Hai. Sao chú Tư lại nói vậy thím? Ông nghe thím nói chắc chắn là thằng Thành nó giết anh Hai. Ông mới kể là tối hôm đó, lúc mà ông đi kiếm thím á, ông gặp thằng Thành với anh Hai. Anh Hai đánh thằng Thành cho nên ổng dừng xe lại ổng can. Mày không dám cãi hả? Gì vậy anh Hai? Nó buông tôi ra. Từ từ anh Hai. Từ từ anh Hai. Chú Tư à, kệ đi. Anh Hai bình tĩnh anh Hai. Chú Tư cứ để ba con đánh con đi. Con đáng bị đánh mà. Mày đừng có làm bộ đóng kịch nữa. Từ nay về sau á, mày còn lôi kéo lừa dối qua nữa, tao sẽ cho mày biết tay. Không nhẹ như lần này đâu. Mày nhớ đó. Thôi anh Hai về đi. Thôi con về đi, tối rồi, có gì từ từ tính đi. Cảm ơn chú Tư. Vậy đó, cho nên ổng nghĩ là thằng Thành nó không có giết anh Hai. Thím thì nói biết đâu, nó về rồi nó tức quá, nó quay trở lại nó giết anh Hai rồi sao. Thím Tư nói cũng có lý á. Con coi phim á, hay có mấy cái vụ á, chạy về nhà lấy dao xong rồi trở lại đâm người ta á. Dù sao cũng là manh mối. Thím Tư, chú Tư xuất diện chưa thím? Mới về sáng nè. Ổng tính á qua gặp thằng Tốt với thím, tại ổng còn mệt nên thím đi một mình. Vậy ngày mai thím đi với con tới chỗ công an, kể y chang lại chuyện này cho công an nghe được không thím? Được chứ. Thím kêu ổng đi luôn cho, kể trực tiếp luôn. Dạ. Thím giúp con á thì thằng Tốt phải giúp thằng Tèo nha. Bây giờ chỉ cần chú thím tới công an khai hết sự thật vậy đi, con sẽ không truy cứu thằng Tèo với thằng bé nữa. Ừ,
chú thím sẽ nói hết cho coi, nói sự thật hết luôn nha. Cảm ơn tụi con nhiều lắm nha. À, thôi bây giờ thím về nha. Nha, mừng quá trời quá đất đi. Thôi thôi, thím về nha. Dạ. Yên tâm, thím sẽ nói hết sự thật cho. Thím về nha. Dân ơi, Dân ơi Dân. Trời. Anh có mua bánh qua cho em ăn nè, mở cửa cho anh đi Dân. Dân, Dân ơi, Dân ơi Dân, mở cửa đi em. Dân ơi Dân, Dân ơi Dân. Dân, ông bị điên hả? Bộ nhà tôi không có đồ ăn chắc. Rảnh thì đứng đó kêu đi cho mỏi miệng chơi. Dân Dân ơi, Dân ơi, mở cửa. Dân ơi. Chị Hai. Quý, em làm gì mà đứng đây vậy? Em mang bánh qua cho Dân nè, mà Dân không chịu ra mở cửa cho em. Con nhỏ này thiệt tình á. Chị Hai, ông ấy chị gả Dân cho em luôn đi. Để ngày nào em cũng được gặp Dân hết. Em tin chắc á, mỗi ngày Dân gặp em á là Dân sẽ thương em. Chứ bây giờ gặp Dân á, Dân cứ đuổi em về hoài à, không có cho em gặp mặt gì hết á. Còn Dân nó cứng đầu lắm. Em muốn lấy nó làm vợ, em phải có kế hoạch đàng hoàng, phải từ từ, chứ đừng có nôn nóng như vậy. Chị hứa, chị sẽ gả con Dân cho em. Chị Hai nói thiệt hả chị Hai? Ừ. Chị Hai hứa nha, hứa giúp em nha. Thôi khuya rồi, em đi về đi, để chị vô chị nói chuyện với nó cho. Dạ. Không ấy, chị mang cái này vô cho Dân giùm em. Ừ, để chị đem vô cho. Dạ, em về nghe chị Hai. Ừ. Dân ơi Dân, anh về nha. Dân. Tụi đi. Chửi em nữa kìa. Ê. Số tôi khổ quá mà. Dân ơi, mở cửa cho chị Hai cưng. Dạ. Nè, thằng Quý đưa cho em đó. Hai lấy làm chi vậy? Em đâu có ăn đâu. Thằng Quý có gì không tốt? Nó thương em, quan tâm cho em như vậy. Bây giờ nó cũng bắt đầu bớt ham chơi, phụ má nó bán tiệm vàng rồi. Chuyện tình cảm á, không thích là không thích thôi. Cho dù em không thích thì chồng của em cũng phải là người có gia cảnh tương xứng, phải lo cho em có cuộc sống sung túc, chứ không phải là Dân thương hồ kia. Em đừng có hòng chị cho em cưới cái thằng thương hồ đó. Em thấy anh tốt đó, có điểm nào thua ông Quý đâu. Ảnh vừa tốt bụng, ảnh còn chí thú làm ăn nữa. Em tối ngày nghe cái đám thương hồ đó dụ dỗ. Mấy người đó chỉ hám lợi chứ không có tình nghĩa gì đâu. Giống như con Hoa vậy đó, hết dối gạt vụ mang thai, bây giờ thấy anh Thành bị ở tù thì sao, cũng trở mặt, có vô thăm ảnh đâu. Cái vụ cái thai á thì em không biết sự tình ra sao, nhưng mà chuyện anh Thành á, em thấy chị Hoa có tình có nghĩa lắm á. Chỉ tin anh Thành vô tội, chỉ còn thuyết phục thím Tư Sang ngày mai vô làm nhân chứng để cứu ảnh nữa. Còn anh Tốt thì tuy là ảnh ghét anh Thành thiệt, nhưng mà ảnh cũng đối xử tốt với anh Thành thôi, chứ đâu có bụng dạ tiểu nhân đâu. Em nói bà Tư Sang vô làm nhân chứng là sao? Thì thím Tư Sang với lại chú Tư Sang đó có thể chứng minh được anh Thành không có khả năng giết chú Hai Nghĩa. Mình phải đi trước nó một bước thôi. Anh mua thuốc uống chưa? Sao em thấy anh ho nhiều hơn hôm qua đó? Anh uống rồi, chắc là không hợp hay sao á. Để có gì chiều mai anh khám lại. Ừ. Ờ, nhà này nè. Sao nhà đóng cửa? Sao không thấy ai ở nhà trơn vậy? Rõ ràng hôm qua mình hẹn là sáng nay mình tới mà. Hay chú Thiếm có chuyện gì không anh? Thiếm Tư ơi. Ờ, dì ơi. Ừ? Dì, dì có biết chú Thiếm Tư đi đâu không? Sao nhà đóng cửa gì vậy? Ừ,
Hồi sáng tôi thấy ổng với bà kêu Honda ôm đi với hai người nào đó, chắc trưa mới về. Trưa cậu ghé lại nha. Cảm ơn dì. Con cảm ơn dì. Vậy bây giờ mình tới công an xã hay là đợi chú Thiếm Tư em? Mình đợi chú Thiếm Tư rồi mình đi luôn anh. Vậy giờ mình về, trưa mình quay lại. Nếu có chú Thiếm mình đi luôn ha. Mình về. Ủa, cậu hai mới về. Ủa, bà không ăn hả? Dạ, bà ăn có mấy muỗng à. Con ép quá, nhưng mà bà nói mệt, bà không muốn ăn nữa. Bây giờ chỉ có thằng Thành mới có thể khiến bà vui trở lại thôi. Con cũng cầu mong cho cậu Thành á tai qua nạn khỏi. Cậu ăn cơm, cô dẫn cơm cậu ăn ha. Ừ. Nè, Thảo ở trong phòng hả? Dạ, cô Thảo với cô Bích đi từ hồi sáng sớm đó cậu. Em Bích. Dạ, chào anh. Sáng nay Bích không đi làm, cũng không nói trước cho anh gì hết. Anh đang tính là chút nữa ghé nhà em hỏi coi có chuyện gì không. Dạ, hồi sáng nay em với chị Thảo phải vô anh Thành gấp, cho nên là không có kịp nói với anh. Anh thông cảm cho em nha. Đâu có gì đâu em. Mà em vô chỗ thằng Thành chi vậy? Con Bích nó tìm được nhân chứng có lợi cho thằng Thành rồi. Thiệt hả em? Dạ. Là ai vậy? Dạ, chú Thiếm Tư Sang đó anh. Sáng nay em với chị Thảo tới trình báo với công an. Lời khai của chú Thiếm rất có lợi cho anh Thành. Công an nói là họ sẽ xem xét. Họ nói như vậy là mình có hy vọng rồi. Cũng nhờ con Bích hết cất công tìm kiếm hổm nay mới phát hiện được vợ chồng Tư Sang. Thôi, mình vô nói cho má nghe để cho má mừng. Dạ. Mà em nè. Cũng ba là vợ của em mà chú Thiếm Tư Sang làm chứng sao? Ừ. Ủa bộ chú Thiếm thấy được hung thủ hả? Dạ không phải anh. Lời khai của chú Thiếm cho thấy là khả năng anh Thành không phải là người giết chú Hai Nghĩa. Thì ra là vậy. Thôi đi. Đi. Sao vậy con? Ráng nha. Thấy đỡ chưa? Ráng đi con. Vô nằm nghỉ đi. Để dì nấu cho con miếng trà gừng con uống là đỡ ói liền hả? Mấy tháng đầu nó hành vậy đó.
Tối nay mình chạy thẳng ra biên giới, tụi nó sẽ đón mình. Dạ. Để tàu của mày. Đây đại ca. Bảy ơi, Bảy, Bảy, Bảy ơi. Dạ. Bảy. Cậu Thành. Cậu Thành, cậu được thả rồi hả? Con mừng quá à. Buông đau nghẹt thở cậu con. Dạ, con quên. Sao con khỏe không? Dạ khỏe. Cho cậu mượn tiền trả tiền sơ không con? Nhiêu cậu? 20. Dạ. Nè cậu. Qua. Anh Tố, chú Thiếm từ sáng về chưa anh? Chú Thiếm về rồi. Hồi sáng chú Thiếm lên công an lo chuyện của thằng Tèo nên không có đợi mình. Họ cũng nói với công an chuyện của anh Thành, nhưng công an nói để họ điều tra lại coi sao. Té ra thằng Thành không phải là người giết anh hai hả? Qua lời kể của chú Thiếm Tư thì anh Thành chắc không liên quan tới cái chết của chú hai. Nhưng mà công an họ nói để họ điều tra lại coi sao. Vậy hả? Con tin là anh Thành không có giết ba con đâu. Nghe vậy cũng mừng, vì cũng hy vọng như vậy. Chứ không thôi tội đứa nhỏ lắm. Qua. Dạ. Em có muốn đi thăm anh Thành không? Anh đi với em. Thôi, em thấy anh mệt lắm đó. Chú Thiêm Từ cũng vào nói rồi, có gì mình đi sau cũng được. Ờ, vì thấy mặt bay cũng đỏ lắm đó. Ôi trời ơi, nóng dữ vậy con. Có uống thuốc gì chưa? Con uống thuốc rồi, để con ra ghe nằm nghỉ, chiều con đi khám. Hãy nằm ở đây nghỉ đi. Ờ đúng rồi. Ngoài đó ghe gió lạnh lắm. Anh ra ngoài lỡ có chuyện gì còn nặng hơn thì sao? Phải đó. Con nằm ở đây nghỉ đi. Để dì đi kiếm mấy trái chanh pha cho mày uống để hạ nhiệt nghe. Anh Tố, anh qua đây nằm nghỉ đi. Em thấy anh mệt lắm đó. Má ơi, má, thằng Thành nó được thả về nè. Cái gì? Thằng Thành? Má. Cô, thằng Thành. Cảm ơn trời Phật phù hộ. Má cứ sợ con bị kết tội, rồi con tù hay là con bị tử hình. Thôi, má đừng có buồn, đừng có lo lắng nữa. Công an người ta nói là con không có liên quan tới cái chết của ba vợ con, cho nên là không có bắt con nữa đâu. Má yên tâm vui lên đi. Thảo. Dạ. Con mau kêu con Bảy đi chợ mua cái gì đó rồi nấu một bữa tiệc ăn mừng nghe chưa? Dạ dạ. Nè nè, lựa mấy cái món thằng Thành nó thích. Rồi rồi rồi, sẵn mời con Bích luôn. Nhờ có con Bích đó mà thằng Thành mới được thả đó. Con đi liền, con đi liền. Trời ơi, nóng gì nóng dữ vậy không biết. Qua à? Dạ. Tối nay để thằng Tốt ngủ trong nhà luôn nha con, chứ nó sốt quá, ra ghe chịu không nổi đâu. Thôi được rồi, có gì dì ngủ với con, để tụi bay khỏi ngại. Dạ. Không biết ngoài chợ giờ còn bán lá xong không gì. Để con chạy ra mua cho ảnh. Làm gì có, bây giờ chợ tan rồi. Thôi được rồi, để dì nấu cơm xong rồi dì đi vòng vòng đây coi có ai có không, dì xin ít về xong cho nó. Dạ. Ha. Chị Hoa ơi. Chị Hoa. Chị Hoa ơi. Ủa, anh Tốt. Dân kìa con. Dạ. Dân. Dạ. Ra đây con, để cho nó nghỉ. Dạ. Con bưng gì vậy? Con chào dì ba. Dì Hoa. Bưng cái gì đó con?
con có hũ tắc ngâm đem cho anh Tốt. Mà anh Tốt có bị sao không? Nó sốt cao lắm, chắc là nó cảm. Vì tính đi vòng vòng đây coi ai có lá sông xin cho nó nè. Dân à, con có biết dạ. Nhà ai có không? Lá sông? À, nhà cô Út con ở bên Cồn có đó. Vậy hả? Để con chạy về con hái nha. Thôi, qua bên Cồn xa lắm em. Không có xa đâu, em đi được mà. Thôi vậy con đi. Nè. Dạ. Chạy từ từ thôi nha con. Con đi liền chứ không là hết đò. Có chừng té. Dạ. Con nhỏ này. Con bộ bé Dân nó thương anh Tốt thiệt đấy dì ba. Dì cũng thấy như vậy. Nhưng mà thằng Tốt với con Dân chắc khó tới với nhau lắm. Thằng Tốt nó chỉ coi con Dân như em gái nó thôi. Còn con chị đó, nhỏ Bích á, tính khí nó dữ dằn như vậy. Dì nghĩ nó không dễ dàng gì buông tha cho thằng Thành đâu. Cũng là nhờ em hết đó. Nếu không là thằng Thành bị quan không rửa được rồi. Em cũng chỉ làm hết sức của mình thôi. Tôi thấy thằng kẻ nó bị còng á. Vậy hả? Trời ơi, nghe mà mừng quá trời luôn à. Ủa gì? Tuấn kẻ bị bắt hả? Nó bị bắt rồi. Nói đàn em nó trốn bên cộng bị công an bắt rồi. Tại sao nó tội gì vậy? Tôi đâu biết gì đâu. Nhưng mà nghe nói cái vụ nó đâm thằng Tốt á, nghe đâu là thằng Tốt nó báo công an bắt tụi nó đó. Mình về em. Mình về để má đợi. Dạ. Sao rồi? Tối rồi hả? Anh thấy mệt quá nên anh ngủ quên. Để anh xuống ghe nha. Anh Tốt, chú Tư đưa một thuốc cho anh rồi. Ngoài ghe không có ai đâu. Tối nay anh ngủ ở đây đi, chứ ra ngoài ghe mệt lắm. Anh không sao đâu. Nè, anh đừng có ngại. Vì ba ngủ với em mà, đâu phải chỉ có mình anh với em đâu. Chú Tư cũng đồng ý rồi, chừng nào anh khỏe thì anh hẳn ra ghe. Bây giờ nó hái cho anh mới lá xong á, em nấu ở trỏng rồi. Em mang ra cho anh Tốt xong nha. Thôi, nặng lắm, để anh làm cho. Thôi, anh đang bệnh, em làm được mà. Nè, em có thai đó, không có làm nặng được đâu, cứ để anh làm cho. Anh mượn cái mền đi. Dạ thưa bác, con mới về. Dạ thưa bác. Ngồi đi con. Dạ.
Hôm nay con thấy bác tươi tỉnh hơn rồi đó. Thằng Thành nó về, bác như trút được tâm bệnh vậy đó. Bác thấy khỏe rồi, muốn ăn lại. Tính ra đó là công của con lớn nhất đó nghe. Cả nhà bác mang ơn con nhiều lắm. Dạ không có gì đâu bác, giúp gì được cho anh Thành là con thấy vui rồi. Hoạn nạn mới thấy chân tình đó. Má thấy không, con Bích á mới là người thương thằng Thành thiệt, chứ không phải quỷ kia đâu. Nếu mà từ đầu má mà phát hiện cái vụ thai giả của tụi nó là má đâu có cho tụi nó cưới đâu. Bây giờ vẫn còn sửa được mà. Má kêu thằng Thành ly dị đi. Má kêu chắc nó chịu nghe quá. Thì má làm dữ lên. Trừ khi má còn khóa nhỏ kia. Từ cái ngày mà nó không chịu giúp thằng Thành là má đã không coi nó là dâu nữa rồi. Bảy, kêu thằng Thành vô ăn cơm. Bảy. Dạ. Mày điếc hả? Dạ, cậu Thành mới đi rồi bà. Ủa, nó đi rồi nào? Dạ, cậu đi nãy giờ, cậu nói cậu có công chuyện. Trời đất ơi. Dám là đi qua chỗ con quỷ đó nữa. Chứ đi đâu?